dự. Và em cũng mới biết tin rất là buồn. Và tiếp theo Thanh thì em lại là một người bạn cùng phòng với Thanh ở trên đội tuyển U23 vừa rồi và ASEAN. Thì em cũng có hỏi thăm Thanh thì đó là điều rất đáng tiếc của tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện cũng như là người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thì Thanh suốt thời gian qua Thanh luôn luôn có phong độ rất là cao và thi đấu rất là tốt. Tuy nhiên đã bị một chấn thương ở một trận đấu V-League, thế nên là đó là điều rất đáng tiếc. Và em luôn cầu chúc được đồng đội của em và người bạn cùng phòng của em thì chúc Thanh luôn cố gắng lạc quan, có thể tạo mọi điều kiện để có thể sang bên Hàn Quốc chữa trị để có thể quay trở lại sớm nhất. Đó là điều mà tất cả ban huấn luyện cũng như là những cầu thủ như em là đồng đội của Thanh thì luôn luôn mong là sẽ có thể gặp những bác sĩ tốt nhất để có thể sớm quay trở lại thi đấu và cống hiến cho đội tuyển Việt Nam như đội tuyển U23 Việt Nam.